Chánh tính. Năm Ất Dậu 1945, Đức Thầy ở văn phòng đường Michael, Sài Gòn. Nhiều đồng đạo được mật lệnh Thầy từ miền Tây lên lánh nạn ở đây để tránh sự bắt bớ của đối phương và mật thám Pháp. Riêng tôi được Thầy giữ lại vài hôm nên tôi bàn bạc với anh em. Chẳng mấy khi mình gặp gỡ nhau thế này lại được gần Thầy. Vậy mình cần để ý coi Đức Thầy cúng lạy như thế nào để bắt chước làm theo cho đúng. Mọi người đồng tình. Chiều hôm ấy, sau giờ cúng, Đức Thầy gọi bốn tín đồ ấy vào dạy việc. Bà con ra đây, có ý coi tôi cúng đặng về làm y cho trúng, để thành Phật phải không? Còn bổn đạo không thấy tôi cúng mà lo tu hành chân chánh, bộ họ không được đắc đạo hay sao? Nghe ngài trách thiện như thế, bốn tín đồ xin Thầy tha lỗi cho sự vô tâm của mình. Thế mà hôm sau, đến giờ công phu, họ lại núp coi ngài cúng như bữa trước. Để cảnh giác tín đồ, sau thời cúng, Đức Thầy gọi hết mọi người lại. Ngài đốt một nắm hương phát mỗi người một cây, rồi nói: "Thôi, nếu bà con muốn làm y, thì tôi nguyện sao bà con nguyện theo như vậy nghe." Đức Thầy bước vào đứng giữa bàn thờ, cầm hương xá ba xá. Mỗi xá xá dài, đầu cúi theo, quỳ xuống chắp tay đưa lên trán, mọi người đồng quỳ làm y theo. Thay vì Đức Thầy đọc bài dân hương cúi kính, thì Ngài lại đọc lớn bài nguyện bên đạo Tam Kỳ: "Cao đài, đạo gốc, bởi lòng thành tín hiệp." Có bốn câu. Nghe lạ, mọi người ngơ ngác, nhìn qua, ngó lại, nín thinh. Đức Thầy xoay qua mấy người đang quỳ kế phía sau hỏi: "Sao bà con không đọc theo tôi?" Sợ ngài rầy, anh em liền đọc theo: "Đạo gốc bởi..." Bốn câu. Chờ họ đọc dứt lời, Đức Thầy đứng nhìn số tín đồ, hỏi: "Mấy người biết tôi đang đọc bài nguyện gì không?" "Bạch Thầy, chúng con không biết." "Không biết sao dám đọc theo?" "Tôi đọc bài cầu nguyện của bên cao đài giáo." "Vậy mà bà con cũng đọc theo nữa sao? Các ông có làm y theo tôn chỉ của tôi dạy gì đâu." Nghe Đức Thầy trách cứ, một tín đồ bước tới phân trần: "Thưa, vừa rồi Thầy biểu chúng con, Thầy làm sao thì làm y như vậy, Thầy nguyện sao thì nguyện y theo như vậy, cho nên chúng con đâu dám trái lệnh." Bây giờ Đức Thầy nghiêm nghị dạy rõ: "Tôi biểu làm y là làm y theo tôn chỉ, giáo lý, chớ có biểu làm theo tôi đâu. Nếu Đức Phật Thích Ca hiện xuống, bảo các người làm sai giáo lý, các người có dám làm theo hay không?" "Thưa, chúng con không dám đâu ạ." Đức Thầy dịu giọng: "Phải như thế mới được. Sau này có ai hình dáng giống y như tôi, tự xưng là tôi, trở lại bảo bà con làm điều sai quấy, thì bà con đừng dội tin. Hãy xét lại lời nói kia, xem có đúng giáo lý, chân lý đã dạy hay không. Được như vậy mới gọi là hành y, và không bị cho là mê tín mới không làm mưu kẻ gian trá." Mọi người vô cùng mừng vui vì được Đức Thầy dạy cho bài học chánh tín, bởi ngài dạy tín đồ khá tỏ tường. Mỗi người hãy lấy trí thông minh nhận xét đạo lý hay lời nói của Thầy mình, chớ đừng lấy đức tin thọ lãnh những lời nói đó trong khi mình chưa hỏi tường tận. Như thế mình mới có thể tấn hóa trên con đường đạo đức hành lễ tôn chỉ. Ông Lê Văn Phú, Tự Tho, tường thuật lại. Om ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha.